Cuối tháng 4 vừa qua, tòa án nhân dân huyện Côn Đảo vừa tuyên phạt bị cáo Lương Kiều Tính, 44 tuổi, ngụ thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, 12 tháng tù, Phạm Anh Tuấn, 27 tuổi, quê Quảng Bình, 12 tháng tù cùng về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm. Liên quan đến vụ án, bà Đỗ Thị Lệ Hoa, ngụ huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, cùng con dâu Lê Thị Chi, ngụ quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bị xử phạt lần lượt 500 triệu đồng và 550 triệu đồng. Theo truy tố, tháng 6 năm 2023, khi đi du lịch cùng gia đình tại Côn Đảo, Bà Chi đã nhờ Phạm Anh Tuấn, là tài xế taxi tại Côn Đảo, tìm mua giúp trứng rùa biển. Tuấn đã đưa Chi tới gặp tính mua 5 quả trứng rùa biển với giá 250.000 đồng trên quả. Sau đó Chi đã nhờ mẹ chồng là Đỗ Thị Lệ Hoa cất số trứng này vào vali để đưa về đất liền. Tuy nhiên các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ tại cảng hàng không Côn Đảo. Cơ quan chức năng xác định 4 trong 5 quả trứng trên được xác định là trứng vích. Trước đó cuối tháng 1 năm 2024, tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã tuyên phạt 30 tháng tù cho một đối tượng tại Côn Đảo. Vì có hành vi tàng trữ trái phép 29 quả trứng rùa biển ngâm rượu. Vic là một trong năm loài rùa biển có phân bố tự nhiên tại Việt Nam, đồng thời được bảo vệ ở cấp độ cao nhất theo quy định của Việt Nam và quốc tế.